Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Cô chú anh chị ơi, và hôm nay học xin phép giới thiệu đến cho cô chú anh chị một chiếc xe Ventura, xe 2019 và lăn bánh được 23.000 km. Hiện tại xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc xe rất là đẹp, như là một chiếc xe lướt, chỉ đi mới 23.000 km tại đại lý Toyota Tân Cảng. Xe này thì bên Toyota Tân Cảng là một bán xe chính hãng, thì cô chú anh chị biết ha. Bên Học sẽ cấp cái giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước cho cô chú anh chị nè. Gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị thêm 1 năm và 20.000 km để cô chú anh chị yên tâm và sử dụng. Xe này thì hiện tại bên Học đang chào bán với mức giá là 753 triệu. Có nhận đổi xe, cô chú anh chị có đi Vios hoặc là Kia Morning hoặc là i10 hoặc là Innova đời sau 2013, 2014, 2008 rồi đó. Cô chú anh chị cứ liên hệ với Học định giá và chúng ta đổi xe. Đối với xe này, cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha cô chú anh chị. Đó, rất là tiện lợi. Đó, một xe. Nhưng mà Học khuyên cô chú anh chị, nếu mà chúng ta đi gia đình á, đi nhiều thường ngày, cô chú anh chị nên lên hẳn cho mình bộ ghế da luôn nha. Bộ ghế nỉ này thì còn rất đẹp, tuy nhiên Học cũng xin chia sẻ cô chú anh chị, nếu mà mình giữ cái bộ ghế nỉ mình đi thì không quá 6 tháng đâu, nó sẽ có một cái mùi rất là khó chịu. Đó. Xe này thì hoàn toàn giống như một chiếc xe mới nha cô chú anh chị, mới nguyên à. Đó, xe này bên Học đã làm maru rồi, có thể giao xe ngay cho cô chú anh chị, cái gai vỏ nè. Đó. Xin lỗi quý vị. Do ngày hôm qua Học uống đá hơi nhiều. Đây. Cái phần gầm nè cô chú anh chị, nhìn đâu có dấu, đâu có khác gì xe mới đâu, bên Học Maruguri làm đẹp bằng hơi nước, không sử dụng dung dịch quá chắc. Tẩy rửa mạnh nha. Nên là cô chú anh chị đi rất là có hậu sau này. Đó là những cái độc quyền công nghệ Maru của bên Toyota Tân Cảng. Như là nội thất thì bên Học diệt khuẩn khử mùi tách ẩm nè. Dưới gầm khoang động cơ thì bên Học sử dụng bằng hơi nước, không sử dụng quá chắc để rửa ha. Đó, chặn thì đẹp như mơ nha anh chị, xe này như chiếc xe mới. Ở cô chú anh chị có đổi xe liên hệ cho Học 0901224668. Học có định giá xe cũ miễn phí. Đây là phần cabo cốp nè. Cốp sau chưa ra nha anh chị. Keo chỉ nguyên zin hết, xe 2019 thì Học sẽ lướt qua cái phần keo chỉ và phần động cơ luôn. Xe thì như xe mới đó. Đó. Ở xe này thì bên Học vẫn còn hỗ trợ trả góp cho cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là cự ly gần nha cô chú anh chị. Địa chỉ của mình nếu mà cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 đến 60 thì Học sẽ cố gắng hỗ trợ ngân hàng cho cô chú anh chị bên thứ ba ha. Đó. Còn cô chú anh chị nào chứng minh thu nhập tốt thì chúng ta ngày vay ngân hàng Toyota. Thì bên Học cũng có cho vay được toàn quốc. Đó. Xe có đèn trần, đóng cửa rất là chắc luôn. Bảy trăm năm mươi ba triệu nha cô chú anh chị. Xe này đó thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn sẽ hơn 1 tỷ nếu như mà lên bộ ghế da. Còn mà chưa lên bộ ghế da vào thời lúc 2019 á, như là xe này xe trơn chỉ có phim cấp nhiệt thôi thì nó lanh quanh khoảng 980 triệu nha cô chú anh chị. Đó. Ngoại thất nè, ngoại thất thì có cái đèn. Nói chung mấy cái này thì hôm nay Học xin phép lướt qua luôn để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị ha. Đó, thì nó hoàn toàn như là một chiếc xe mới. Đó. Cô chú anh chị mua xe chính hãng thì không phải lo ngại vì nhiều nha cô chú anh chị. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 24932. Ventura 2019. Bên Học đang chào bán với mức giá là 753 triệu bao rút gốc cho cô chú anh chị nào ở tỉnh. Cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Rồi, thì sau đây Học xin kết thúc video, xin chân thành cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá qua sơ bộ cái sản phẩm này. Ventura. Xe còn hai chìa khóa zin, bánh xe cua còn đội đầy đủ nha cô chú anh chị. Dạ. Thì sau đây Học xin kết thúc video và xin hẹn cô chú anh chị ở lại clip sau ạ.